Chương 8. Tương ưng Anuruddha. Một La Mã. Phẩm độc cư. Một độc cư. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi tại Thắng Lâm, khu vườn ông Anathabinika. Rồi tôn giả Anuruddha trong khi độc cư thiền tịnh, tâm tưởng suy tư sau đây được khởi lên. Những ai thối thất bốn niệm xứ cũng thối thất, đối với họ là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Những ai thành tựu bốn niệm xứ thì cũng thực hiện được thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Rồi tôn giả Maha Moggallana với tâm của mình biết được tâm của tôn giả Anuruddha. Như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy tôn giả Maha Moggallana hiện ra trước mặt tôn giả Anuruddha. Rồi tôn giả Maha Moggallana nói với tôn giả Anuruddha: cho đến như thế nào, này hiền giả Anuruddha, tỷ kheo thực hiện bốn niệm xứ. Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo trú quán tánh tập khởi trên nội thân, quán tánh đoạn diệt trên nội thân, quán tánh tập khởi, tánh đoạn diệt trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên ngoại thân, quán tánh đoạn diệt ngoại thân, quán tánh tập khởi, tánh đoạn diệt trên ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên nội ngoại thân, trú quán tánh đoạn diệt trên nội ngoại thân, trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên nội ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng nhàm chán đối với pháp không nhàm chán. Vị ấy trú ở đây với tưởng nhàm chán. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng không nhàm chán đối với pháp nhàm chán. Vị ấy trú ở đây với tưởng không nhàm chán. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán và pháp nhàm chán. Vị ấy trú ở đây với tưởng nhàm chán. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng không nhàm chán đối với pháp nhàm chán và pháp không nhàm chán. Vị ấy trú ở đây với tưởng không nhàm chán. Nếu vị ấy muốn từ bỏ cả hai, không nhàm chán và nhàm chán, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các nội thọ. Vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các nội thọ. Vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các ngoại thọ. Vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các ngoại thọ. Vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các ngoại thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các nội ngoại thọ. Vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các nội ngoại thọ. Vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội ngoại thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Nếu vị ấy muốn, trên nội tâm, trên ngoại tâm, trên nội ngoại tâm. Nếu vị ấy muốn, trên nội tâm, trên ngoại tâm. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các nội ngoại pháp. Vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các nội ngoại pháp. Vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội ngoại pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng nhàm chán đối với pháp không nhàm chán. Vị ấy trú ở đây với tưởng nhàm chán. Ở đây vị ấy trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Cho đến như vậy, này hiền giả, là tỷ kheo thực hiện bốn niệm xứ. 2. Độc cư 2. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Anuruddha trong khi độc cư thiền định, tâm tưởng suy tư sau đây được khởi lên. Những ai thối thất bốn niệm xứ cũng thối thất, đối với họ là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Những ai thành tựu bốn niệm xứ cũng thành tựu, đối với họ là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Rồi tôn giả Maha Moggallana với tâm của mình biết tâm tư suy tưởng của tôn giả Anuruddha, như một nhà lực sĩ hiện ra trước mặt tôn giả Anuruddha. Rồi tôn giả Maha Moggallana nói với tôn giả Anuruddha: cho đến như thế nào, thưa hiền giả Anuruddha,
là tỷ kheo thực hiện bốn niệm xứ. Ở đây thưa hiền giả, tỷ kheo trú quán thân trên nội thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán thân trên ngoại thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán thọ trên các nội thọ, tỷ kheo trú quán tâm trên nội tâm, tỷ kheo trú quán pháp trên các nội pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán pháp trên các ngoại pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán pháp trên các nội ngoại pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Cho đến như vậy, này hiền giả, là tỷ kheo thành tựu bốn niệm xứ. 3. Sutanu. Một thời tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi trên bờ sông Sutanu. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Anuruddha: Tôn giả Anuruddha tu tập làm cho sung mãn những pháp nào đạt được đại thắng trí? Thưa các hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ nên tôi đạt được đại thắng trí. Ở đây, này chư hiền, tôi trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Này chư hiền, chính do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi được đại thắng trí. Và thưa chư hiền, chính do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng tri liệt pháp là liệt pháp, trung pháp là trung pháp, thắng pháp là thắng pháp. 4. Kataki. Một thời tôn giả Anuruddha, tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Moggallana trú ở Saketha tại rừng Kataki. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Moggallana vào buổi chiều từ độc cư đứng dậy đi đến tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Anuruddha: Thưa hiện giả Anuruddha, tỷ kheo hữu học sau khi đạt pháp gì phải an trú pháp ấy? Thưa hiện giả Sariputta, tỷ kheo hữu học sau khi đạt bốn niệm xứ phải an trú pháp ấy. Thế nào là bốn? Ở đây thưa hiền giả, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo trú quán tâm trên tâm, tỷ kheo trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo hữu học sau khi chứng đạt bốn niệm xứ này phải an trú pháp ấy. 5. Kantaki 2. Nhân duyên ở Saketha. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta đối với tôn giả Anuruddha: Thưa hiện giả Anuruddha, tỷ kheo vô học sau khi chứng đạt pháp gì phải an trú pháp ấy? Thưa hiện giả Sariputta, tỷ kheo vô học sau khi chứng đạt bốn niệm xứ phải an trú pháp ấy. Thế nào là bốn? Ở đây thưa hiền giả, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo vô học sau khi chứng đạt bốn niệm xứ này phải an trú pháp ấy. 6. Kataki 3. Tại Saketha, ngồi xuống một bên, vị ấy nói như sau: Tôn giả Anuruddha do tu tập làm cho sung mãn những pháp gì đã đạt được đại thắng trí? Thưa hiền giả, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ
tôi chứng đạt được đại thắng trí. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tôi trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng đạt đại thắng trí. Thưa hiền giả, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi thắng tri được 1000 thế giới. 7. Ái tần. Nhân duyên ở Savatthi. Tại đây, tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo: bốn niệm xứ này, thưa chư hiền, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khác ái. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa chư hiền, tỷ kheo trú quán thân trên thân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư hiền, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khác ái. 8. Nhà bằng cây sa la. Một thời, tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại nhà làm bằng cây sa la. Tại đây, tôn giả Anuruddha gọi các tỷ kheo nói như sau: ví như này chư hiền, sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Rồi một số đông quần chúng đến, cầm cuốc, thúng và nói: chúng ta sẽ làm cho sông Hằng này thiên về phương tây, hướng về phương tây, xuôi về phương tây. Thưa chư hiền nghĩ thế nào? Số đông quần chúng này có thể làm cho sông Hằng thiên về phương tây, hướng về phương tây, xuôi về phương tây không? Thưa không hiền giả. Vì sao? Thưa hiền giả, vì sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông, không dễ gì khiến cho thiên về phương tây, hướng về phương tây, xuôi về phương tây được. Và quần chúng ấy chỉ mệt nhọc và tổn não thôi. Cũng vậy, này chư hiền, tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ, làm cho sung mãn bốn niệm xứ, dầu cho vua chúa hay đại thần hay thân hữu hay bạn bè hay bà con huyết thống có thể đến dâng các tài vật và mời: hãy đến, này người tốt kia, sao để các áo vàng này hành hạ ông? Sao lại đi biểu diễn với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục thọ hưởng các tài vật và làm các phước đức. Tỷ kheo ấy, thưa chư hiền, được tu tập bốn niệm xứ, được làm cho sung mãn bốn niệm xứ, có thể từ bỏ giới trở lui hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao? Vì này chư hiền, tâm người ấy đã lâu ngày thiên về diễn ly, hướng về diễn ly, xuôi về diễn ly, lại trở lại hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và này chư hiền, tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, thưa chư hiền, tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ, làm cho sung mãn bốn niệm xứ. 9. Tất cả hay Ambapala. Một thời, tôn giả Anuruddha và tôn giả Sariputta trú ở Vesali, tại rừng Ambapala. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Anuruddha: thưa hiền giả Anuruddha, các căn của hiền giả trong sáng, thanh tịnh, sắc mặt được sáng suốt. Tôn giả Anuruddha nay trú nhiều sự an trú gì? Thưa hiền giả, nay tôi trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tôi trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả, nay tôi an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Thưa hiền giả, tỷ kheo nào là bậc A-la-hán? Các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt tới, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Vì ấy an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ này. Thật lợi ích cho chúng tôi, thưa hiền giả, thật khéo lợi ích cho chúng tôi, thưa hiền giả, chúng tôi đối mặt với tôn giả Anuruddha đã được nghe tiếng nói như ngưu dương.
10. Bị trọng bệnh hay bệnh. Một thời tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại rừng Anda, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến tôn giả Anuruddha và nói với tôn giả Anuruddha: Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trú gì khiến cho khổ thọ về thân khởi lên lại không có ảnh hưởng gì đến tâm? Thưa chư hiền, do tôi trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh hưởng gì đến tâm. Thế nào là bốn? Ở đây thưa chư hiền, tôi trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư hiền, do tôi trú tâm với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh hưởng đến tâm. Hai La Mã, phẩm thứ hai. 11. Một ngàn. Một thời tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi tại Thắng Lâm, trong khu vườn ông Anapati. Đọc lại, trong khu vườn ông Anathabinika. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lời với tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm, nói với tôn giả Anuruddha: Do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp gì, tôn giả Anuruddha đạt được đại thắng trí? Thưa chư hiền, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ nên tôi chứng được đại thắng trí. Thế nào là bốn? Ở đây này chư hiền, tôi trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, thưa chư hiền, nên tôi nhớ được ngàn kiếp. 12. Như ý lực. 1. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi thực hiện nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, có thể tự thân bay đến phạm thiên giới. 13. Như ý lực. 2. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhĩ thông, thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe được hai thứ tiếng chư thiên và loài người, hoặc xa hoặc gần. 14. Giới tâm của mình. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, tôi với tâm của mình biết được tâm có nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người khác. Với tâm có tham, tôi rõ biết là tâm có tham. Với tâm giải thoát, rõ biết là tâm giải thoát. 15. Xứ. 1. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thực rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. 16. Xứ. 2. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết quả vị thục các nghiệp báo, quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy thuộc sở do và tùy thuộc về thân. 17. Đạo lộ. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả cảnh giới. 18. Thế giới. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại sai biệt. 19. Thắng giải sai biệt. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết chỉ hướng sai biệt của các loại hữu tình. 20. Căn. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết các căn thượng hạ của các loại hữu tình và các loại người. 21. Thiền. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết sự tạm nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng, về thiền, về giải thoát, về định. 22. Minh. 1. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi nhớ được nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời, nhiều đời sống quá khứ cùng các nét đại cương và các chi tiết. 23. Minh. 2. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. 24. Minh. 3. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, do đoạn tận các lậu hoặc,
ngay trong hiện tại với thắng trí tôi chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chương 9. Tương ưng thiền. Một La Mã. Phẩm sông Hằng rộng thuyết. Một. Thanh tịnh thứ nhất. Tại Sapati, này các tỷ kheo, có bốn thiền này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiền. Dĩ như, này các tỷ kheo, sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập bốn thiền, làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Và này các tỷ kheo tu tập bốn thiền như thế nào, xuôi về niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm tịnh chỉ tầm và tứ, nội tỉnh, nhất tâm, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập bốn thiền, làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Như sông Hằng rộng thuyết. Hai La Mã, phẩm không phóng dật. Ba La Mã, phẩm việc làm cần sức mạnh. Bốn La Mã, phẩm tầm cầu. Năm La Mã, phẩm bộc lưu. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn thiền cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các tỷ kheo, bốn thiền cần phải tu tập.